Chào mừng bạn đến với chuyên mục Người nổi tiếng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về tiểu sử của diễn viên Trung Dũng. Trung Dũng sinh năm 1973, là một diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh Việt Nam. Ngoài ra, anh còn được biết đến với vai trò là MC của chương trình truyền hình. Trung Dũng được nhiều người nhớ nhờ khuôn mặt nam tính, gai góc và những nét diễn cá tính trong nhiều bộ phim truyền hình và cả điện ảnh. Anh nổi tiếng qua những bộ phim như Lạc Giới, Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung. Năm 2015, Trung Dũng đã hóa thân một cách xuất sắc vào vai diễn phản diện trong bộ phim Nữ cảnh sát tập sự. Đó là vai diễn Hồ Thắng, một tên cầm đầu băng đảng xã hội đen với nhiều chiêu trò xảo quyệt. Có thể nói, vai Hồ Thắng đã là một vai diễn thành công vượt trội của Trung Dũng. Trung Dũng đã chắc trở thành đầu bếp của một nhà hàng hay khách sạn nào đó nếu không có duyên gặp người em là diễn viên Cát Tường, nhờ chở đến trường sân khấu điện ảnh để đăng ký thi. Khi Cát Tường rủ thi chung, anh đã nhìn lại mình, không đẹp, không tiền, không biết diễn xuất, nên có khùng mới chọn nghề đó. Cuối cùng, anh cũng liều thử, và không biết gì về nghệ thuật, vậy mà hai anh em đã đậu thủ khoa. Trung Dũng tốt nghiệp khoa diễn viên khóa 4 của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh năm 1997. Bước chân vào nghệ thuật, muốn được khán giả nhớ lâu thì phải có gương mặt ấn tượng. Trung Dũng không nằm trong top Mỹ Nam, nhưng anh có gương mặt nam tính, thô mộc. Dĩ nhiên, lúc đó anh không biết đó cũng là một thế mạnh hiếm có. Đến khi được giao vào vai bộ đội trong bộ phim Hạ Sĩ Quan, sau đó là hàng loạt các vai diễn bộ đội khác, Trung Dũng mới biết được thì ra mình cũng có lợi thế. Thời điểm đó, thấy Trung Dũng là thấy anh bộ đội giản dị, chân phương, rắn rỏi, mộc mạc trên màn ảnh. Rồi cái gì quen thuộc quá nó cũng khiến cho khán giả chán nhanh. Nhưng anh vẫn âm thầm kiên trì theo đuổi và cho đến một ngày, anh xuất hiện trong vai Mười Trí, nghĩa khí trong bộ phim Dưới cờ đại nghĩa. Cách quá thân lột xác đã giúp cho anh có vai diễn để đời. Diễn viên Trung Dũng tiết lộ về người vợ và cuộc hôn nhân bí ẩn. Lần đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân và việc ly hôn vợ, nam diễn viên MC Trung Dũng tiết lộ: "Tôi có vợ và có con, nhưng chúng tôi không hợp nhau nên đã chia tay. Vợ tôi không muốn cho con nhìn mặt ba nên đã đem con đi." Tuy nhiên thì mọi thông tin về vợ và con của nam diễn viên vẫn là một ẩn số đối với truyền thông và khán giả. Nam diễn viên cũng đã thẳng thắn chia sẻ chuyện ly hôn của mình như là số mệnh đã được định sẵn nên không quá buồn phiền. "Tôi chưa có vợ không có nghĩa là tôi không có người yêu. Chưa lấy vợ không có nghĩa là chưa đeo nhẫn cưới. Tôi được ông trời cho sự nổi tiếng, cho tình cảm của khán giả và nhiều thứ. Tôi đóng phim cũng là kinh doanh mà không cần hồi vốn. Sau một bộ phim, tôi được vài trăm triệu đồng. Hơn nữa, bộ phim chiếu ra thì tôi được nổi tiếng, được mời làm quảng cáo. Ông trời cho tôi nhiều nên sẽ lấy lại của mình một thứ gì đó. Tôi biết điều đó nên cứ gói ghém mà sống." Bên cạnh đó, Trung Dũng cũng tiết lộ: "Thực ra tôi cũng có nhiều lời tỏ tình, tấn công từ fan hâm mộ, nhưng không nhiều lắm. Người ta thấy mặt mình ngầu quá, mình cũng không thả thính nên họ sợ. Làm người nổi tiếng mệt mỏi lắm. Nhiều lúc mình thích một người nào đó, mình tán tỉnh họ, nhưng gặp phải người không tốt thì lại bị đi biêu ríu bàn tán. Bởi vậy làm nghệ thuật thường chọn người ngoài nghề hoặc gặp trực tiếp." Vào tháng 9 năm 2014, trước hàng loạt tin đồn về việc Trung Dũng bị gay sau khi đóng phim Lạc Giới, anh đã bất ngờ tiết lộ là đã có vợ và có con đang sống tại Mỹ. Tuy nhiên thì đến năm 2016, anh thông báo đã ly hôn vợ hơn một năm. Và hiện tại, những thông tin về vợ và con của nam diễn viên vẫn là một ẩn số đối với người hâm mộ. Giới tính luôn là chủ đề bàn tán của dư luận về anh. Và cách đây 4 năm, Trung Dũng đã dính nghi vấn đồng tính khi có những chia sẻ đặc biệt về câu chuyện này. Anh tâm sự, đồng tính không phải là một điều gì đó đáng phải xấu hổ cả. Đó chính là tình yêu, vốn là chuyện giữa hai con người, chứ không hề bị ràng buộc bởi giới tính, màu da, địa vị hay tôn giáo.
Từ đó anh đưa ra những quan điểm giống như một người trong cuộc. Rất nhiều đôi đồng tính do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu. Thời điểm đó, Trung Dũng đang tham gia một bộ phim có chủ đề đồng tính có tên là Lạc Giới, được xây dựng kịch bản trên ý tưởng của chính bản thân anh. Diễn xuất quá đạt của Trung Dũng trong phim và những ồn ào câu chuyện riêng đời tư ở ngoài đã khiến cho nam diễn viên gặp phải những lời đồn đại về giới tính. Tuy nhiên sau đó Trung Dũng nhiều lần lên tiếng khẳng định mình chuẩn men và cho biết những tin đồn đó đã khiến cho mình cảm thấy rất buồn. Nam diễn viên khẳng định sau bộ phim Lạc Giới sẽ không tham gia bất cứ vai diễn nào vì không còn cảm xúc với các vai diễn kiểu đó nữa. Còn về quan điểm chọn phụ nữ, Trung Dũng tiết lộ: "Tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ, tóc dài, bụi bụi, biết chăm sóc bản thân và chơi thể thao. Tôi mê những cô gái chơi thể thao vì trong họ rất sexy, đặc biệt là phần đùi và phần cánh tay của họ. Hơn nữa, tập thể thao cũng nâng cao ý chí cho họ, giúp họ có sức khỏe và không bị đàn ông làm chủ. Tôi rất sợ những người phụ nữ thụ động, thiếu ý chí." Nổi tiếng trong sự nghiệp, sở hữu vẻ ngoài điển trai nam tính, nhưng Trung Dũng hiện bây giờ vẫn sống một mình dù đã gần 50 tuổi. Mới đây, anh đã trải lòng về những điều riêng tư, chuyện hôn nhân trên một tờ báo. Nam diễn viên cho biết anh thấy vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tình yêu đối với anh chỉ là vui chơi qua đường bây giờ, thỉnh thoảng thôi, và anh cũng không thấy sốt ruột lo lắng cho tuổi già. Mọi chuyện cứ thế trôi qua nhẹ nhàng với những công việc quen thuộc. Kết hôn với anh là chuyện chưa nghĩ tới bây giờ. Khi yêu nhau thì yêu, nhưng tới đâu thì hay tới đó. Trung Dũng cho biết anh sợ tình yêu mà bị kiểm soát, làm mất tự do và thoải mái của nhau. Khó có người phụ nữ nào chấp nhận việc đi sớm về khuya. Trung Dũng cũng chia sẻ anh từng gặp nhiều người phụ nữ yêu mình đấy, nhưng lại kiểm soát mình và ghen tuông quá, thái quá. Với những trường hợp đó, anh kết thúc ngay mà không cần phải giải thích nói thêm điều gì. Anh khẳng định chuyện tình cảm ảnh hưởng lớn đến tâm lý công việc. Bởi vậy tôi cảm thấy mệt mỏi với yêu đương. Chuyện con cái cũng khiến mình mệt mỏi, nên đến bây giờ tôi vẫn chưa tha thiết cho cuộc hôn nhân thứ hai. Còn nói về tình cũ, anh cho biết hai người đến với nhau rồi chia tay vì không hợp. Mẹ của con trai anh quá độc lập về kinh tế, hai người không có ràng buộc. Thỉnh thoảng anh có gặp con, nhưng cả hai đều không muốn nói chuyện xuất hiện trên báo chí. Khi được hỏi có sợ bị nói yêu phóng khoáng, thiếu trách nhiệm với con, Trung Dũng cho biết mình ngộ ra là đừng níu kéo hay ghen tuông nếu như không còn yêu thương. Tình yêu mà có sự cưỡng cầu cũng không đem đến điều gì tốt đẹp. Đừng vì lý do gì mà chịu đựng khổ sở để sống với nhau, kể cả đó là vì con. Anh thích trẻ con, nhưng nuôi dạy con là cả một vấn đề. Đừng cố làm điều gì cho vướng bận. Mỗi người có một sự lựa chọn và con đường riêng của chính mình.